Hello, dạ xin mến chào quý vị khán giả. Chào mừng đại gia đình đã đến với kênh kể chuyện của em. Lời nói đầu tiên xin cho em được mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày thật là nhiều niềm vui. Ngày hôm nay em muốn gửi đến quý vị một câu chuyện ngắn, mà cũng là một câu hỏi mà chắc chắn có rất là nhiều người tò mò. Vì sao mà trên đầu củ quý có cái ngấn? Tại sao nó có cái ngấn? Có cái đó để làm cái gì? Mục đích để làm gì? Thì nói thiệt quý vị á, năm mà em mười mấy tuổi mới lớn mới nhớ nha, là em đã thấy tò mò thắc mắc mà em không biết câu trả lời, cho đến tận bây giờ luôn em mới biết luôn, là nhờ có một cái anh kia, ảnh gửi thư cho em, ảnh gửi câu chuyện này cho em, và đằng sau câu chuyện ấy là câu trả lời mà em thắc mắc bấy lâu nay, tại vì vậy mà nó mới có cái ngấn. Mến mời quý vị cùng lắng nghe xem cái lý do động trời, bí mật động trời ngày hôm nay nhé quý vị. Ơi, câu chuyện như thế này là có hai vợ chồng ông phú hộ này, như giàu có vậy đó, hồi xưa đó đất đai ruộng vườn ta nói hả, có người ăn cả ở, phục vụ từ A đến Z, thẳng cánh cò bay, giàu có lắm, tá điền luôn, quá trời tá điền luôn. Thì có một cô con gái thì năm nay là mới có chừng 18 tuổi thôi, mà cô gái này của Úc đẹp lắm, hai chồng có đứa con à, cưng chiều hết biết luôn, chuyện trong chuyện ngoài gì là có người ăn cái ở hầu hạ hết, cô này cũng không có đụng tới móng tay nữa. Thì thương quá mức, đâu có ngờ đâu, cô gái này á là cổ đem lòng cô yêu cái anh chàng mà nghèo lắm, cha mẹ thì nghèo, làm nông vất vả ở nhà lá luôn, mà hai vợ chồng này không có biết. Hai người hẹn hò tối tối ra bụi chuối á, núp lùm ngồi tâm sự, tối nào cũng vậy hết trơn á, không ai biết hết trơn á, hẹn hò yêu đương lén lút. Thì bỗng một ngày cái kim trong bọc có ngày nó cũng bị lòi ra, thì những cái bà nhiều chuyện ở hàng xóm á, bả qua bả tâm sự, bả nói chuyện, bả nói với bà hộ á là trời ơi, sao con gái của bà nó vậy, vì lá ngọc cành vàng, dạ đẹp gái vậy mà để quen cái thằng gì mà nó nghèo, trời ơi nghèo dữ lắm bà ơi. Bà nói tôi nói thiệt chứ tôi thấy không có hợp nhau. Bà có biết cái chuyện đó chưa? Trời ơi, bà bảo hộ bà xanh mặt luôn. Bà nói trời ơi, cái chuyện này tôi mới nghe lần đầu luôn á, có chuyện đó nữa hả? Tôi thấy con gái tôi nó ở trong nhà không mà, nó có yêu ai quen ai bao giờ đâu, mà thằng đó là thằng nào? Thì mấy bà này nhiều chuyện mới nói, thì tá quả ra là mới biết con gái mình nó có bạn trai, yêu đương, nó hẹn hò cho bụi chuối. Cái mới bàn với ổng, trời ổng tức quá, ổng mới nói trời ơi, bà có đứa gái bà biết cô chừng vậy trơn, trời bây giờ cấm, kêu con gái lại cấm, từ đấy sắp tới không được gặp thằng đó. Và lúc nào á, hai ông bà này đi theo đứa con gái sát đích luôn, cứ cô gái này đi đâu là ổng bả đi theo đó, giết rồi hả, đi theo giết vậy đó, ngủ hả, cũng ngủ chung luôn, không có khi nào mà cô này rảnh được một chút để đi chơi bạn trai. Cái bắt đầu cái bẵng đi mấy tháng sau, cái anh chàng người yêu á không gặp được người đẹp này nữa, nhớ nhung da diết mà không biết làm sao để tìm được nàng. Cô này cũng nhớ anh này quá mà không biết làm sao, thì có gặp được nhau đâu, hai ông bà này cấm cản rồi, tại vì anh này nghèo quá, hồi xưa người ta hay mông năng mộ đồ hậu đói đó quý vị. Cái bắt đầu cái một thời gian sau, đầu khoảng mấy tháng sau, cái hai ông bà hộ lo là mang quên mất cô gái gì đi, cái cổ mới lén tối hôm đó cổ mới chạy ù lại nhà cái anh người yêu. Trời ơi, vừa gặp một cái anh này anh mừng, anh húm luôn, anh ôm, trời ơi anh thương, anh nhớ, anh khóc, anh nói trời ơi, sao em hả bỏ anh mà anh nhớ em không dài, anh muốn tìm em không được, trời ơi em cũng thương anh dữ lắm nhưng mà ba má em bây giờ không có cho anh với em hả gặp nhau, biết cái chuyện của mình rồi, cho nên bây giờ hả ba má em là coi như là bây giờ cấm thôi, tuyệt đối luôn. Vậy hả em, chắc là ba má em trên nghèo, thôi bây giờ hả mình phải làm sao để có bầu với nhau để ba má em chấp nhận anh mới được, nhưng mà em với anh đâu có gặp nhau đâu, sao mà có bầu được. Thì anh mà em nói anh có cách, anh này anh mới lên kế hoạch, anh này thông minh lắm, anh nói bây giờ anh có cách này ha, chứ còn em làm theo cách của anh thôi là như là hai đứa mình sẽ thành đôi. Thì cô này cũng nghe vậy, cô nó tin tưởng vô anh này, cô nói dạ anh cứ nói đi, cách gì, tối nay em ngủ ở đâu? Cô này cô nói em ngủ ở ngay cái bên cái gách lá đó. Ba má em thì ngủ trên, em ngủ gách lá dưới đây. Thì
Nhà em giàu giàu chứ ba má em thích ngủ như phòng mà có nhà lá cho nó mát. Đó, bây giờ tối nay anh sẽ đến 2-3 giờ sáng, khoảng 2 giờ anh sẽ đến ngay cái phòng của em, ngay chỗ vách lá của em á. Em nhớ em khoét cái lỗ tròn tròn nhỏ nhỏ nghe không. Ủa anh chi gì anh? Thì em cứ làm theo anh đi, đừng hỏi chi gì hết á. Để anh đưa cái đó của anh, rồi em nhớ lấy em để cái của em nghe không. Cứ để gì viết đi, rồi em sẽ thấy cái kết quả tuyệt vời. Thì cô này cũng nghe vậy, cũng yêu anh này dữ lắm, cho nên anh này nói gì cũng tin, cũng nghe hết trơn à. Cô nói dạ dạ em biết rồi, thôi em đi về để ba má em nghi, hồi kiếm em không có là ba má em nghi. Ừ em về đi nhớ nha không. Thì tối hôm đó cô này cũng nhớ những gì anh chàng người yêu dặn. Cái tối đến cái cổ ngủ bên vách lá đó, thì cô cũng khoét cái vách lỗ nhỏ nhỏ, lỗ nhỏ nhỏ vậy nè. Thì tối hôm đó đúng 2 giờ sáng luôn, thì anh này anh đến. Anh đến thì anh nhìn vô thì anh thấy trong đó có cái gì trắng trắng đó. Thì anh mới đưa cái cổ anh vô. Thì cô này cũng mới lấy, cũng mới để cái cổ. Thì tao nói hả, ngày nào cũng y vậy luôn. Nó như ăn quen nhịn quen tới hoài. Đâu khoảng 2 tháng sau thì bắt đầu là ba má cô này không có biết luôn là có cái chuyện đó xảy ra. Thì trong lúc ăn cơm á, cái cô này cũng ói, cô ói mà giống như dấu hiệu thai nghén á. Ừ, ăn cá mà ói á, thì bà này bà nghi, bà giờ vợ bà nghi. Rồi bà tâm lý mà phụ nữ mà bà biết cái chuyện này, bà mới nói ông ơi, tự nhiên con gái mình nó làm như nó có bầu với ai á, sao nó ăn ói, ăn ói vậy. Ổng nói bà khùng hả, gái mình trời ơi, tôi với bà cấm cản không cho gặp thằng kia mà làm gì có chuyện có bầu. Nhưng mà tôi nghi lắm, cái bụng nhỏ này làm như lúp lúp lên rồi. Thì hai vợ chồng mới kêu lại, thì mới hỏi, để kêu nó lại hỏi. Hỏi thì cô này cô chối, của nó cũng đâu có đâu. Trời tại con chắc con trúng gió, con nằm kế cái vách con bị trúng gió, chứ con đâu có bầu với ai đâu ba. Thì ổng nghe trúng gió mà nằm ngay cái vách, mà tại sao gió, tại vì nó có cái lỗ, con khoét cái lỗ nhỏ nhỏ đó. Thì ổng nghi, ổng mới nói trời ơi, đàn ông mà, nên ổng biết. Ổng nói thôi được rồi, chắc là trúng gió trên bụng nó mới bự vậy, nó ói vậy đó. Thôi được rồi, để tối nay á ba lại ba ngủ cái chỗ đó, con đi qua cái chỗ khác con ngủ đi, để coi thử coi là ba ngủ đây có ba có bị trúng gió không nha. Thì cô này cũng nghĩ chứ chết mẹ, chắc chuyện này chắc thế nào cũng bị lộ ra. Thôi kệ đi, giấu tới đâu hay tới đó, chứ ba mình má mình mà biết chắc chết mình luôn. Cái cổ cũng nghe lời, tối hôm đó cổ ngủ với má cổ. Ba ổng ra đằng cái chỗ cái vách ổng ngủ, mà ổng ngủ mà ổng cầm cái cây gậy bự từng dần luôn, không biết để làm chi nữa. Tối hôm đó ổng nằm chờ, thì thời khắc giao thừa đã đến. 2 giờ khuya thì anh người yêu đến để mà làm cái chuyện mỗi lần hay làm đó. Và đâu, ổng vừa đưa cái của ổng vô một cái, bà nội cha cái ông ba của cô nè thấy sao mình đang ngủ có cái gì đưa vô. Ổng mới nói rồi, vậy là cái này mà dấu hiệu mà để cho con gái mình nó có cái dấu hiệu lạ là đây rồi. Được rồi, gió hả? Ổng mấy cái cây mà ổng chuẩn bị sẵn, ổng dơ cao, ổng quất hết sức bình sinh một cái pop. Trời ơi, nó kêu một cái pop. Ông nội ở ngoài kia hả? Đau như thấu trời xanh. Ôi trời ơi, chết tôi rồi. Ai giờ ơi, trời ơi, trời trời đánh tôi rồi. Ôi trời ơi, em ơi, cứu anh với. Mẹ bà nó nữa. Tại vì vậy mà nó mới có cái ngấn quý vị. Mà có nhiều ông còn công công quẹo quẹo nữa. Em kể cho vui với quý vị, đừng nói em nói bậy. Trời ơi, là câu chuyện Tiếu Lâm nó mặn dữ lắm. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã xem clip của em. Đó là cái câu hỏi mà em thắc mắc mà bữa nay mới có câu trả lời á. Tại vậy nó mới có cái ngắn chứ làm sao nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo nha.